Hai, chào anh em. Mình là Liêm Râu nha. Chào mừng anh em quay lại vlog của mình. Anh em nhìn chắc có thắc mắc không biết Liêm nay nó quay gì hả? Thì hôm nay cũng xin chia sẻ với anh em là Liêm đã chính thức sản xuất được bo trong nhà luôn. Mua trong nhà luôn với số lượng phát triển rất là nhanh. Thì cái này cũng phải hay ho gì á, cũng đã thất bại rất là nhiều lần rồi, khoảng nửa năm nay luôn á. Thì nước thuốc bên nhà, nuôi bằng nước do gạo nè, nuôi bằng cải xà lách nè. Nói chung là nuôi bằng tất cả những gì anh em trên YouTube chỉ và anh em ở ngoài chỉ, Liêm cũng thấy nó không có khả thi và nói chung là nó thất bại không, nó thúi ghê lắm. Thì với cái số lượng là nửa cái muỗng cà phê như thế này, lượng bo giống đó, một hồ nửa muỗng, hồ 40-60, thì hôm nay là ngày thứ ba rồi nó sinh sản được như đây anh em đó, anh em thấy không đó. Thì có thực mới diệt được đạo thôi, mình phải thành công rồi thì mình mới chỉ anh em được. Thì với phương châm của Liêm là Liêm chia sẻ những cái nào mà dễ nhất, gần gũi nhất và rẻ nhất cho anh em mới tập chơi. Thì anh em dù có gà cái nào đi nữa, anh em phải nhớ câu Liêm Râu làm được là tất cả các anh em đều làm được. Thì phương pháp của Liêm đơn giản lắm, nước này cũng không xử lý gì hết, nước máy để qua đêm đó, bà Liêm bỏ thả bo vô Liêm nuôi thôi. Còn việc thức ăn Liêm cung cấp cho bo thì ở đây một cây vợt lược Artemia đó, một ngày Liêm bỏ 3/4 muỗng này. Nói chung là cái lượng thức ăn này á, là do anh em phải chủ động được, do cái nguồn con giống của mỗi anh em, mỗi người bỏ theo bỏ nhiều thì anh em phải căn cứ vào đó mà anh em cho cái lượng thức ăn. Thì Liêm như Liêm ngày đầu Liêm rồi Liêm cho nửa muỗng cho hai hồ đó, nửa muỗng cho hai hồ. Thì các thức ăn đơn giản lắm anh em, anh em bỏ vô này thì anh em nhúng cái này xuống nước đó, rồi anh em lấy cái muỗng anh em trà lên trên để cho nó rớt cái nước xuống dưới. Thì cái kích thước của cái vợt này nè đó, thì những cái gì mà lọt qua được cái vợt này thì sẽ vừa miệng như con bo. Nó đơn giản cho anh em hiểu đi, khỏi nó khoa học kỹ thuật gì, cái gì bằng nanomet milimet gì hết đó, nhiều anh em nói cao siêu quá tôi không hiểu. Thì có nghĩa là cái vợt này là cái vợt thu thập con Artemia, con Artemia nó không lọt qua được cái vợt này, mà những cái gì lọt qua được cái vợt này có nghĩa là rất là nhỏ đó, anh em cứ tự tin ok và làm theo đó. Thì cái này là Liêm chuẩn bị cho ăn nè, Liêm để sẵn. Thì tất nhiên sau khi anh em cho ăn cái này thì những cái phần cám còn lại gọi là cặn đi, gọi là ba nhớ đi, thì anh em lấy cái phần đó anh em cho guppy ăn, hoặc là những cái hồ và cá khoảng 1 tháng mấy 2 tháng tuổi đi ăn là ok tuyệt vời, không có bỏ sót một lượng thức ăn nữa hết. Thì cái cám này cũng là chỉ là cám cho cá thôi, cám cho cá, cám cho gà, cám cho heo gì cũng được đó, anh em cứ cài nhuyễn là con bo nó ăn đó. Chứ Liêm không có nuôi bằng mấy cái kia, Liêm thấy mấy cái kia nó dễ đuối nước quá, nhất là nước do gạo nó dễ lên men mà nó chua, nó gây chết cho bo. Thì Liêm cũng thấy cái điều này là nó hơi sai, có nghĩa là nhiều anh em nói con bo nó sống, nước càng húi nó càng sống, xin lỗi à, nước húi một cá nó chết ình luôn, nó còn húi hơn cái nước nữa. Liêm thấy cái việc mà Liêm quan sát từ thiên nhiên á, tuy là đúng nó sống ở mương ao hồ, nhưng mà những cái hồ đó nước phải sạch, sạch ở đây có nghĩa là sạch về mặt hóa học á, có nghĩa là tuy cái hồ đó nó có vi sinh vật có hại thiệt, nó không có sạch về cái nguồn thức dành cho để làm thức uống, nhưng mà nó sạch về cái mặt nghĩa là hóa học, có nghĩa là nó không có gọi là bị ô nhiễm về mặt hóa học. Chứ ô nhiễm thì bo nó cũng chết, anh em thấy nội cái nước gạo mà nó sạch cái đó mà nó chua là con bo nó vẫn chết, anh em biết nó cũng nhạy nước rồi, nó cũng như cá vậy thôi. Nên đây Liêm nuôi thành công bằng nước máy bình thường đó, với cái đơn giản cái ăn hàng ngày là một muỗng như thế này cà ra. Thì anh em cứ tăng dần cái lượng thức ăn lên, ban đầu anh em cho ăn ít thôi, anh em tăng dần lên, chừng nào mà anh em thấy nó đóng màng á, có nghĩa là lúc đó là con bo nó ăn không hết, thì cái cám còn lại nó tồn động thì nó sẽ sinh ra cái màng. Và cái việc mà tốt nhất theo Liêm á, Liêm có hồ là Liêm nè, Liêm vẫn có vi sinh trong đây nha anh em, tại vì con bo nó vẫn thải ra chất thải à, và trong nước nó vẫn có kim loại nặng, thì có khi có vi sinh á, nó sẽ phân hủy những cái gì mà con bo thải ra và những cái kim loại nặng nó thành chất mùn, và cái chất mùn đó con bo nó vẫn ăn lại được đó, anh em thấy có lợi không đó, nó tạo thành một cái chu kỳ khép kín. Thì tại sao anh em hỏi phải làm ra con bo chi nó cực, và cái giá thành của con bo làm ra phải bao nhiêu, thì Liêm xin nói là giá thành là cực kỳ rẻ. Thì với nửa 1/3/4 cái muỗng cám này ngày tính ra có 1.000 bạc mà anh em cho hai cái hồ bo số lượng như thế này ăn, với cái số lượng bo như thế này, hai hồ này thì anh em có thể nuôi được 4 bầy đó, thì anh em thấy nó có lợi không, nó có lợi về mặt kinh tế không, nó lợi rất là nhiều lần. Với cái số lượng mà một ngày anh em bỏ ra có 1.000 bạc vậy nè, chưa tới 1.000 nữa, nếu mà anh em mua cám heo cám gà gì á thì biết chừng chưa tới 1.000 nữa, thì đó thì anh em sản xuất ra được cái lượng thức ăn bằng ngoài tiệm nó bán khoảng 20.000, một bịch bo nó bán 20.000 đó, anh em đi mua thử thì sẽ biết.
Với khi anh em đã làm được nguồn cái nguồn thức ăn thì anh em sẽ chủ động cái việc sản xuất ra con giống. Thì anh em nào mà làm thử mà ép số lượng nhiều đi, 10 bầy 20 bầy thôi, thử mà không tìm được cái nguồn bo có chạy không, chạy chạy rớt dép chạy xuất quần luôn, như ở đó mà không chạy. Tại vì nếu anh em cho nó ăn cám thì con cá anh em nó sẽ rất chậm lớn. Anh em nghĩ là cái cám này bao nhiêu chất dinh dưỡng, đúng không, so với một con thực vật sống như thế này bao nhiêu chất dinh dưỡng, anh em thấy cái nào có lợi đó. Thì Liêm chỉ nói sơ vậy thôi, khỏi cần khoa học chứng minh gì chứ ai mà chứng minh được. Nhưng mà thật sự anh em đi, anh em đi, anh em có uống thuốc bổ cỡ nào đi chăng nữa, với việc mà anh em ăn một con gà thì anh em thấy cái nào nó có lợi không đó. Đơn giản thì nói đơn giản vậy thôi đó. Thì khi mà anh em sản xuất ra được cái lượng thức ăn mà chủ động như thế này thì anh em cái việc anh em lai tạo con giống anh em sẽ rất là tự tin, mà anh em thấy nhẹ người lắm. Ừ, lúc nào tôi cũng có nguồn thức ăn rồi, con giống tôi không có sợ bị hụt nguồn thức ăn và chậm lớn đó. Mình sử dụng tuyệt để luôn. Nếu mà anh em để ý những cái trại mà rất là lớn ở bên Thái Lan hoặc là Indo thì họ sẽ sản xuất luôn cái con bo này. Ví dụ như họ có 10 hồ cá thì đằng trước nhà của họ hoặc trước trại của họ sẽ có 10 hồ bo đó, là tới chung khoảng 20 hồ, có nghĩa là 10 hồ bên đây họ dùng để nuôi tảo xanh đó, để lấy cái nguồn tảo xanh đó cho bo ăn à, và họ sử dụng cái nguồn bo đó là cho cá ăn đó. Thì anh em thấy nè, nó có lợi không, nó chăm đường có lợi, nhưng cái về kinh tế nó cực kỳ lợi và nó cực kỳ sinh ra cái lãi suất kinh tế cho anh em đó. Mà cái tảo xanh nó chỉ dành cho những người nào có đất đằng trước thôi. Thì mình theo trên mạng nó chỉ là ủ phân ure nè, rồi với lại bột cám gạo á, thì nó sẽ sinh ra tảo xanh rất là nhanh đó. Nhưng đó là dành cho những người mà chưa có tảo giống, rồi còn có tảo giống nó còn sinh nhanh nữa. Thì như Liêm là Liêm chỉ cho những anh em nuôi trong nhà với diện tích cực kỳ khó khăn như Liêm nè, bước ra cái là tới ngoài đường đó, thì làm sao mà có diện tích để nuôi tảo xanh, khó lắm, không có nắng thì bắt buộc em phải sử dụng cái gì đó khác cho con bo ăn được. Nhưng mà nó đặc biệt nó phải rẻ chứ, ví dụ mà nuôi con bo mà chi phí bằng việc mình đi mua con bo, thôi vậy nghĩ đi, đi mua cho nó khỏe, đúng không đó. Thì với cái lượng cám cho cá ăn và nói chung là tất cả các loại cám đều có thể nuôi bo được, miễn là anh em bỏ lên cái việc này anh em lượt ra thôi đó. Thì anh em với cái số lượng tiền mà anh em bỏ ra để mua cám và anh em việc anh em sản xuất thành công con bo tại trong nhà, thì anh em cho cá ăn cái lượng bo đó thì nó lãi kinh khủng lắm về cái lượng thức ăn. Thì anh em có tính đi, một ngày ví dụ như 4 bầy, bình thường như Liêm 4 bầy Liêm sẽ tốn một bịch bo khoảng 20.000, thì bây giờ Liêm chỉ cần tốn 1.000 thôi để Liêm nuôi bo và Liêm lấy cái bo đó Liêm cho cá ăn đó. Thì anh em thấy từ 20.000 mà suy ra còn 1.000 thấy nó rẻ không? Nuôi bo này đâu tốn điện nước đâu, nó đâu cần ánh sáng đâu, đâu cần trong bèn đâu, anh em thấy không đó, quá đơn giản. Thì khi mà con bo nó lớn như thế này thì anh em xúc một phần nào đó thôi, còn phải đẻ là con giống con ngồi nha, đừng có bắt cạn kịp thì nó đẻ bằng răng á, chứ đẻ bằng gì ra cho anh em nữa đó. Thì anh em phải gọi, ví dụ anh em xúc 1/2 đi cho cái số lượng nó đẻ ra lại nhanh hơn, là khoảng 1.5 ngày sau thì nó lại đẻ ra đầy hồ lại nữa, thì anh em lại có nguồn thức ăn nữa đó, anh em thấy ok không đó. Thì với cái phương châm của Liêm như nào giờ là Liêm chia sẻ cái dễ nhất cho anh em má và rẻ nhất cho anh em, để anh em bất có thể chứ đừng nói ồ ông Liêm không chia sẻ cái đó, nhưng mà tôi ở trên núi hay là tôi ở dưới gần biển không có được cái đó. Thì anh em gần biển anh em có cám cho cá ăn, cá biển ăn cũng nuôi được, và anh em trên núi cáo cám cho heo cho bò ăn, anh em cũng nuôi này bo được đó. Thì anh em thấy không đó, khi mà mình chia sẻ cái gì thì phải tạo cái điều kiện dễ nhất cho cái người mà gọi là, bây giờ nói thẳng đi anh em có buồn thì chịu, dành cho cái người mà kiến thức yếu nhất khi mới bước vào này người ta vẫn làm được, thì cái đó mới gọi là một cái chia sẻ tốt đó, dễ tìm rẻ ai cũng làm được đó. Đó là mục đích của Liêm. Thì sau khi anh em sản xuất được con bo này thì anh em thấy rất là vui đó. Mọi người không biết có vui không chứ Liêm nửa năm nay thì Liêm mới làm được, thì rõ ràng em rất là vui, mà sạch sẽ nhà cửa đó, không có bị vợ con chửi, không có làm ảnh hưởng sức khỏe của vợ con đó, thì rất là ok. Nước rất là thơm, nói là thơm phải nhưng mà rất là sạch, do bo nó nhiều quá. Anh em thấy đây nè, nó động vậy chứ anh em nhìn trong góc nè, bo thì nước nó rất là trong, như cái hồ kia nước nó rất là trong, anh em thấy không, không có một tí mùi nào luôn đó. Đó là do lượng thức ăn mình cho ăn vừa đủ thì sẽ rất là ok. Rồi Tết đến rồi, Liêm cũng xin chúc anh em làm theo cái phương thức này của Liêm thành công và sản xuất được bo để nuôi cá, và xin chúc anh em có nhiều bài ca mới rất là đẹp để show lên cho Liêm thưởng thức đó nha. Rồi xin chào anh em.